Thưa quý vị và các bạn, đến với một sức khỏe cho ngày mới ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ nói tới một căn bệnh liên quan đến mùa lạnh. Một căn bệnh thường xảy ra với trẻ nhỏ, đó là căn bệnh viêm đường hô hấp. Viêm đường hô hấp tuy không phải là một căn bệnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không chữa trị dứt điểm thì căn bệnh này rất dễ tái phát, gây cho trẻ cảm giác chán ăn, mệt mỏi và quấy khóc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách phòng tránh căn bệnh viêm đường hô hấp với bác sĩ chuyên khoa ngay bây giờ. Thời điểm cuối năm, tiết trời Đà Lạt se se lạnh. Và đây cũng là lúc trẻ nhỏ dễ mắc phải chứng bệnh viêm đường hô hấp hơn cả. Mặc dù bệnh không nghiêm trọng, nhưng hay tái phát. Chính vì thế mà khiến các bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng, nhất là với những trẻ còn quá nhỏ. Đường hô hấp trên bao gồm mũi, họng, xoang và thanh quản. Đây là những cơ quan ở phía trên của đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp với không khí, nên dễ bị ảnh hưởng với mọi điều kiện bất lợi của môi trường, dẫn đến tình trạng viêm đường hô hấp trên. Ban đầu là cảm lạnh, sau đó có thể dẫn tới viêm mũi, viêm họng, viêm VA, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm xoang, viêm tai giữa. Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, bệnh này cũng khá thường gặp đối với trẻ em. Ví dụ như viêm họng, viêm amidan, viêm VA hoặc viêm mũi xuất tiết. Các trẻ khi mắc bệnh sẽ có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, hắt hơi, đau đầu, nôn ói, bình thường hay xảy ra ở các biến chứng nặng nguy hiểm, ví dụ như viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa. Cho nên các bậc phụ huynh cần lưu ý đưa con sớm đến các bệnh viện để các bác sĩ khám chữa trị kịp thời. Ngoài những lưu ý trên thì các bậc cha mẹ cũng cần thường xuyên vệ sinh mũi họng cho con mình bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cho con trẻ khi cho bé ra ngoài để tránh cảm lạnh và viêm đường hô hấp. Tránh cho trẻ tiếp xúc với môi trường có khói thuốc lá và nhắc nhở con em thường xuyên vệ sinh tay để tránh lây lan vi khuẩn virus gây bệnh. Trong trường hợp con trẻ có dấu hiệu bệnh nặng hơn và bệnh kéo dài thì cha mẹ nên cho trẻ đến những trung tâm y tế để kịp thời điều trị, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của con em mình. Trong suốt quá trình nuôi con, khó tránh trẻ mắc phải những căn bệnh phổ biến quen thuộc như viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, nếu cha mẹ trang bị được những kiến thức căn bản thì có thể giúp cho con phòng tránh bệnh hoặc nhanh chóng khỏi bệnh. Khi trẻ có một sức khỏe thật tốt thì trẻ sẽ phát triển và học tập hiệu quả hơn.